cho tất cả bao người, vì Mirinda ngon sóng lưỡi dành cho tất cả bao người, có Mirinda cười thả ga. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm, làm cho tất cả danh hài té lăn ngã nghiêng không ngừng cười, làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Vẫn sẽ chiến thắng vang rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Rất vâng cảm ơn tất cả quý vị đang đến với chương trình Thách Thức Danh Hài mùa thứ 6. Và thưa quý vị, chương trình Thách Thức Danh Hài do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7. Luật chơi rất đơn giản, những người chơi sẽ lần lượt bước ra sân khấu có thời gian là 60 giây chinh phục nụ cười của hai danh hài, mang về những danh thưởng tương ứng lần lượt với mỗi vòng như sau. Vòng đầu tiên là 2 triệu, vòng thứ hai là 10 triệu, vòng thứ ba là 20 triệu, vòng thứ tư là 40 triệu, vòng thứ năm là 100 triệu đồng. Và ngoài ra với những tiết mục đặc sắc thì chúng tôi sẽ đặt cách vào đêm gala. Họ phải trải qua 5 vòng thi đấu liên tiếp để chạm vào giải thưởng cao quý nhất của Thách Thức Danh Hài mùa 6. Tổng giải thưởng đó chính là 150 triệu. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau chào đón hai gương mặt rất là quen thuộc. Hai vị giám khảo rất là dễ thương, trầm tính và ít nói. Đầu tiên xin mời giám khảo Trường Giang. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Vẫn sẽ chiến thắng vang rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Giám khảo Trấn Thành. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Vẫn sẽ chiến thắng vang rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Trời ơi, mấy anh chu đáo quá vậy. Đúng là đàn anh có khác. Em chu đáo chứ. Qua sinh nhật lâu rồi mà mấy anh còn nhớ sinh nhật của em. Cảm ơn anh Giang. Sinh nhật đây là gì? Dạ. Sinh nhật tặng nhau thì nó là gì? Đó gọi là... Nó chỉ là những cái gì quá đơn giản mà tất cả những người phổ thông đều có thể làm được. Vậy đây là... Nhớ đến nhau những lúc bình thường nó mới giá trị. Nhớ đến nhau những lúc bình thường nó mới giá trị. Bình tĩnh. Nên đừng có làm như vậy, mất cái giá trị của mình, nó nhẹ thể. Dạ. Bình tĩnh. Em phải có giá. Hai người đàn ông đang tặng quà cho em làm sao vậy? Ok anh. Dạ. Hóa ra là ngày hôm nay hai anh lại tinh ý như vậy, tặng những món quà trong những ngày bình thường như thế này. Kìa, thật là hạnh phúc quá đi. Em bình tĩnh, em bình tĩnh. Hả? Nhân dịp 20 tháng 11 xin chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe. Cho các bạn học sinh sẽ luôn luôn học thật giỏi, thật ngoan để cho các thầy cô được yên tâm giảng dạy trong điều kiện tốt nhất. Xin được gửi bó hoa đến các thầy cô nhân ngày 20 tháng 11. Và quý vị, đây là bàn làm việc của Huy. Đầu tiên là hai màn hình rất là lớn để bắt cận cảnh gương mặt của hai danh hài xem họ nở được cười khi nào. Đây là cười, đây là quẹo phải. Và đây là ba chiếc nút quyền lực. Đầu tiên nút xanh lá cây báo hiệu các bạn có thời gian là 60 giây để thực hiện phần thi của mình. Nút màu đỏ các bạn là người chiến thắng, và nút màu xanh dương báo hiệu các bạn đã thi được. Dĩ nhiên nó là chia tay với chúng tôi. Bây giờ hãy cùng chúng tôi chào đón với người chơi đầu tiên. Xin mời Quốc Đạt và Minh Nhật. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Vẫn sẽ chiến thắng vang rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Em Minh Nhật xin kính chào anh Trấn Thành, anh Trường Giang và anh... Hả? Cùng tất cả mọi người đang có mặt tại chương trình Thách Thức Danh Hài ngày hôm nay. Tên Nguyên Đạt, công việc hiện tại của em là làm trợ lý cho bên Auto Vin Group. Dạ, còn em là một diễn viên tự do, đồng thời là một shipper tự do. Mình làm shipper lời lỗ? Lỗ nặng anh ơi. Sao vậy? Vì ế nữa. Chạy không lại, xe nặng quá chạy không nổi. Mình ế. Rồi, chơi. Cho em chuẩn bị đạo cụ. Rồi, thời gian 60 giây bắt đầu. Ê. Dạ, anh sao? Bạn đã chiến thắng vang dội, thắng của chúng tôi đây thật là tài giỏi. Được, có ý, dễ thương, nhưng có cái là biết không? Cười khuyến khích để các bạn có động lực làm cái kế tiếp. Dạ. Bạn làm không có rõ. Bạn cầm cái gì lên, bạn phải để cho người ta đủ thời gian để nhận ra cái bạn cầm lên là cái gì. Dạ. Yeah. Ngồi xuống làm lại thế này. Dạ rồi. Cho em xin lại 2 trái mận anh. Không, đứng đi nè, bạn chạy từ đây qua đây thôi nha. Mình làm cho khán giả thấy thôi nha, không có đi nữa nha. Rồi giả bộ là đầu tiên nè, bóc ra cái trái gì, cầm cao và to cho khán giả thấy nè. Dạ. Yeah. Đó, thấy chưa? Rồi, chùi nè. Đó. Hạ miệng to lên, chậm thì chậm, à qua chụp. À, chụp nè. Chạy ngang chụp chứ bơm. Đây. Tức là khán giả chưa kịp nhận định cái đó. Với lại chỉ cái gì mà hình thể yếu kém để nó rớt đồ từ lưa là mình đã biết trước rồi. Nó nè, rớt ra trơn rồi còn gì nữa đâu. Lấy lên. Đó không? Nè, thấy không? Ví dụ vậy. Ê! Đó, ví dụ vậy. Dạ. Rồi, 2 nè. Cái lần 3 bắt đầu biết rồi, mảnh nè. Hiểu không? Và sau đó có một cái âm thanh phùm lớn lên. Âm thanh nó phải to thiệt to. To thiệt to, khán giả mới hiểu được. Mà khi bên làm xong nè, tưởng tượng nha, bây giờ âm thanh ở trong phối hợp nha. Âm thanh nè, chạy vô nè. Cho một tiếng nổ lớn thiệt lớn nha, thật nghe nha. Âm thanh. Thấy không? Nó nổ phải văng cái gì ra, ta biết là thằng kia nó bị nổ rồi. Rồi, thi tiếp chứ 2 triệu lấy làm gì đúng không? Dạ em xin thi tiếp. Thi tiếp. Chân chuẩn bị đậu tụ. Xong chưa? Ổn định chưa? Xin ngưng giờ tại nhạc bị lỗi. Không bấm được. Rồi giờ sao? Chắc em dừng cuộc chơi. Chúc mừng các bạn, nhận được giải thưởng là 2 triệu đồng ạ. Xin mời thí sinh kế tiếp Lê Tuấn Anh. Làm cho tất cả danh hài, cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Vẫn sẽ chiến thắng vang dội khi một trong hai danh hài tươi cười. Dạ, xin chào anh Trấn Thành, anh Trường Giang, anh Ngô Kiến Huy. Em chào khán giả bên phải à, em chào khán giả bên tay trái à. Dạ. Dạ em tên là Tuấn Anh, năm nay em 20 tuổi. Dạ em đến từ Đồng Tháp. Dạ hiện tại thì em đang bán chuối điếp nướng á anh. Bán chuối điếp nướng này, nước cốt dừa rồi đó hả? Dạ dạ đúng ạ. Một phần bao nhiêu tiền? Dạ một phần em bán 10.000. Là trong đó có mấy trái chuối? Có 1 trái chuối. Rồi ở ngoài là em bao nếp. Nướng lên xong có đổ nước cốt dừa bột bán lên không? Dạ có chứ. Một trái vậy là 10.000. Dạ. Ừ. Nếp đó mình tự làm hả? Dạ nhà em tự làm hết. Gia đình mình bán ở đâu? Dạ ở Bình Dương á. Giờ là mình kiếm khoảng chừng 40 triệu đi, về mình mở quán nó to. Dạ dạ nha. Dạ. Rồi, đi. Dạ cho em chuẩn bị đậu cụ rồi. Ok. Rồi, 60 giây thời gian, bắt đầu. Tại sao còn khóc? Ông là ai? Ông là bút. Con là Thạch Xanh. Con mới bị rớt cái rìu. Con bị rớt cái rìu hả? Dạ. Thôi nín để ông cứu con ha. Hey, đây, con hãy tới địa chỉ này, 27 Trần Quốc Thảo. Ngày đầu mình đó chặt chém ghê lắm. Coi chừng có cái rìu của bên đó đó. Dạ thôi ông ơi, con sợ nó chặt chém con lắm. Sợ hả? Thôi dạ. Ông kiếm một cái khác à. Hey, cái này có phải của con không? Hả? Cái này là cái gì vậy? Tao đang khoan giếng. Thằng nào lấy cái khoan của tao vậy? Ông hả? Không phải bụt. Anh hả? Không phải Xanh. Kìa Bụt ơi, vậy giờ con phải làm sao đây Bụt? Quả tàm ba bận, để ông giúp con một lần cuối cùng. À thôi Bụt ơi, cái rượu của con đây nè. À, liêu cái đồ già hai cái tóc bị gạt. À, liêu Bụt ơi, Xanh bị rớt cái rượu rồi. Hết thời gian. Ông Bụt không thể cứu nổi cái này. Tụi em vụng về lắm, em không có tự tin. Thôi qua năm đáng lại. Cái miếng bạn này là phải vui đó. Mà bạn này làm không có vui. Kiếm lên em phải khó, em bực mình thiệt. Hai người này làm xong lấy cái tay em chụp vô thành giếng bước lên. Tôi đang khoan giếng, ai lấy cái khoan của tôi vậy? Nó phải thật như vậy người ta mới ấy, hiểu không? Chứ tự nhiên mình la làng la sớm gì đâu có vui. Cảm ơn các bạn. Xin mời thí sinh kế tiếp. Làm cho tất cả danh hài, cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Sẽ chiến thắng vang rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Dạ con xin chào chú Trường Giang và chú Trấn Thành và MC Ngô Kiến Huy. Con tên là Kha Thanh Duy. Năm nay con 17 tuổi và con đến từ Long Xuyên, An Giang. Dạ con chào chú Trấn Thành, chào chú Trường Giang, chào MC Ngô Kiến Huy. Con tên là Hồng Điểm, con năm nay 17 tuổi. Cao mét nhiêu? Dạ 79. Wow. Ơi, 17 tuổi 79. Đi thi hoa hậu. Bây giờ chỉ cần là làm đẹp cho bản thân mình tí, giảm cân thì mới đi thi được, chứ còn vậy là chưa đâu. Dạ. Nhưng mà mặt là có nét ha. Có nét hoa hậu đó. Rồi, thi nha. 60 giây thời gian, bắt đầu. La 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 la. Ý nước, nước độc. Ý về hái cho bà ngoại mình ăn. Kìa cô bé, ta là một con chó sói đang đi học, vô tình đi ngang khu rừng này. Hôm nay ta sẽ bắt người ăn thịt. Trời ơi nặng dữ. Trời ơi nặng. Ngươi là chó sói. Ngươi bao nhiêu tuổi? Sao ngươi có thể quăng tay như vậy? Chết chưa? Sói. Dậy. Dậy mày. Dậy. Mày dậy chưa? Mày chưa dậy. Tao biết mày vẫn chưa dậy. Mày dậy chưa? Chưa dậy. Mày đứng dậy cho tao. Hết thời gian rồi. Trời ơi trời. Mới khen nó hoa hậu. Mới khen nó hoa hậu, nó làm cái tôi muốn xỉu luôn thiệt á. Tại sao nó không cười? Tại vì cái thứ nhất, bạn này không phải là người dị dạng tới mức độ là quá cao hay là quá mập để tạo ra cho khán giả cái cảm giác là con khiêng bạn này không nổi. Cái thứ hai, nếu muốn cho khán giả cảm thấy là khiêng bạn này không nổi thì con phải diễn sau đó, chứ không phải là khiêng bồng lên rồi mới nói nặng. Cái thứ ba, nếu muốn ta cười nữa thì cái độ chênh lệch giữa hai cái cơ thể này nó phải khác nhau rất nhiều. Con phải lùn hơn nữa, nhỏ con hơn nữa, gầy guộc mà ra làm thấy ghê. Ta là con sói, ta sẽ khiêng người về hang động. Coi ta đây. Sao bị nặng dữ vậy? Xôi xỉu. Xong cô ghé giác xôi về. Hôm nay chúng ta có món lẩu xôi nướng nha. Gì đó, coi thịt xôi nướng cái gì đó, hiểu không? Thì nó phải tương phản về cái hai cái cơ thể thì mới cười được. Chứ còn nếu mà vậy thì thôi, không làm được. Đây, hãy theo hướng mũi tên. Xin mời đến xin kế tiếp Nguyễn Thị Thắng. Nhật nguyệt quang minh vừa chừng trăng rồng, công bình tranh trực nổi tiếng bao công, mặt sắc đen tuyền lạnh lùng như giá băng, bao chuẩn đến từ châu là đất trời còn linh thiêng. Nhưng làm sao ta tin được lòng người để giải quan một vụ án tại trời? Làm sao ta gặp mặt hiền thần? Bao thị chế ở đâu? Chưa khám xương hậu chấm thì làm sao ta tin cậy? Tôi đã quỳ xuống đây rồi, bà hãy cám kỳ đi. Quá là hoàng thiên hữu mục, phước đức bao đời còn lưu lại hồng ân. Giờ đây ta yên lòng thú nhận, ta là má thằng Huy. Xin chào hai vị giám khảo Trường Giang và Trấn Thành. Cô chào MC Ngô Kiến Huy. Dạ, cô chào tất cả các bạn trẻ đương có mặt ở trường quê. Cô tặng quà. Đó. Cô lăn lóc từ sáng giờ ở trong đây không biết nó ra sao. Coi có đủ ba phần hay không. Này là khổ cá. Chị vàng. Chị vàng ngon à. 1, 2, 3. 1, 2, 3 hộp à. 6 hộp mà. Rồi 3 chai mật ong. Tôi lấy hết à. Trời ơi, ngon quá nhỉ. Trời, ngầu quá đi nè. Trời ơi. Cái đó là nhà cô nuôi đó. Nó là ong rừng đó. Cô bắt về rồi cô đóng cho nó cái thùng rồi nó tự nó đi kiếm ăn vậy thôi. Đó, thử đi. Hay da có ngon không mà xuất sắc. Cho cô được tự giới thiệu. Dạ vâng. Thưa giám khảo. Dạ. Tôi là cô thợ may, may đường chỉ xanh chỉ. Còn nhà của tôi ở tận Long Hải, Long Điểm. Hôm nay tôi đến đây để dự thi thách thức danh hài. Khi đi tôi lén chồng dấu con dấu cháu, vì sợ thi mà lỡ bị ấy về nhà sẽ bị chọc quê. Cũng chỉ vì cái máu đam mê nó đã tiềm ẩn trong tôi mấy chục năm rồi. Năm nay tôi vừa tròn 60 tuổi. Cái tuổi mà mọi người thường nói đó là tuổi trẻ trâu già cái nhách hả. Chứ tôi nhớ cái thời mà trâu trẻ đẻ khỏe của tôi cũng có đôi lần cơ hội, nhưng chỉ vì mặc cảm mình xấu nên cơ hội ấy tôi đã để nó trôi luôn rồi. Ý, mà nãy giờ nó nóng mái rồi, Không hay giám khảo cho cô thi luôn đi. Dạ. Dạ. Vô cô. Quy con bấm cho cô thi luôn nè. Dạ. Thời gian 60 giây bắt đầu. Rồi sau đó tôi lập gia đình. Mà cái ông chồng của tôi á, nói thiệt, ổng dễ thương dễ sợ. Ông luôn miệng nói với tôi rằng Nguyễn Thắng à, anh thích mập, anh thích lùn, em cứ việc ăn, cứ việc ngủ, công chuyện trong ngoài để anh lo hết cho. Em cứ việc ở nhà ăn rồi. Mệt quá, 10 đứa hết trứng luôn à. Sao vậy? Uống mật ong rồi không cười. Hết thời gian rồi. Dạ thưa cô, cảm ơn cô vì cái sự trẻ trung đáng yêu nghệ thuật của cô. Dạ. Nhưng mà từ cái phần mình ca đó tới cái phần mình giới thiệu và cái phần mình biểu diễn á, nó chưa có gì nó hấp dẫn tụi con hết, nên là không có cười cho cô được. Cảm ơn cô đã đến với chương trình. Cảm ơn rất nhiều. Xin mời thí sinh kế tiếp Võ Nguyễn Quý. Làm cho tất cả danh hài, cười miễn chi cho đến cười khoái chí, sẽ chiến thắng vang dội khi một trong hai danh hài tươi cười. Dạ, em chào anh Trường Giang, em chào anh Trấn Thành, em chào anh Ngô Kiến Huy. Dạ, em chào tất cả mọi người có mặt trong ngày hôm nay trong trường quay. Em tên là Võ Nguyễn Quý, hiện tại em đang làm hậu đài cùng với hai anh em hôm nay trợ diễn cho em. Ủa thiệt á hả? Hậu đài ở đâu? Dạ, ở sân khấu 5B. À, hết đầu tưởng ở đây chứ. À. Em làm bao nhiêu năm rồi? Dạ, em sân khấu mới lại thì tụi em vào làm tới bây giờ. Thỉnh thoảng thì thời gian mà sân khấu không diễn thì tụi em chạy sơm công nghệ ngoài. Sao tự nhiên mê cái này mà tham gia này vậy? Tại em xem cái chương trình này nhiều lắm rồi, mấy mùa nhưng mà chưa có cơ hội để tham gia. Thì mùa này em thấy mình thử sức mình xem như thế nào. Hai bạn trai còn lại tên là gì? Dạ em tên là Huỳnh Thức Thức. Huỳnh Thức Thức chừng nào mới ngủ? Ai cũng hỏi cậu đó. Dạ em cũng làm hậu đài chung với Quý với bạn bên đây. Bạn trai tên là gì? Dạ em tên là Trần Tiến Chiêu. Dạ em cũng làm chung với anh này luôn. Dạ bữa nào thì anh này chạy xe ôm công nghệ thì anh chạy em ôm. Rồi thi nha. Dạ. Thời gian 60 giây bắt đầu. Vậy vậy gì cha? Cái gì vậy? Tao mới gặp ác mộng. Trời ơi, không ngủ để tối đi làm. Hồi chiều á, tao nằm chim bao, tao bị ma đè. Trời, tao kêu mày lấy cái dao để đầu nằm đó. Tao nghe lời mày, tao lấy dao tao để đầu nằm. Rồi sao? Trong mơ á, tao chạy bộ vận tốc 120 km/h. Vậy là mày thoát rồi còn cái gì nữa. Con ma đó lấy con dao ruột tao. Tao nói mày nghe nè, tao ghét nhất á là tao đang ngủ mà ai giận đầu tao dậy kể chuyện ma. Hồi xưa tao ngủ á, ông nội tao chiên da vô giận đầu tao dậy kể chuyện ma, tao nói tới mà tao nổi da gà hết. Mày ơi, chơi kỳ cục vậy sao nội mày kỳ quá vậy? Thì hồi nhỏ tao có biết đâu, lớn lên tao mới biết là ông chết trước khi tao đẻ. Ê kể... xin lỗi nhưng mà kể chuyện ma thì mấy ông không biết đâu, mà nó ghê lắm. Tôi nè nguyên ngày hôm qua đi làm vậy mệt quá, cái tôi về là cái sống trọ tôi á. Hết thời gian rồi. Biết bị gì không? Bị diễn, hiểu không? Dạ. Đã nói rồi, thi mấy này đâu có diễn được. Thi mấy này diễn là thua. Diễn nó có hai trường hợp. Một là phải tự nhiên y như ngoài đời, ta không đoán được mình. Cái thứ hai là phải diễn giỏi thiệt là giỏi. Nếu mà là kỹ thuật biểu diễn là phải diễn giỏi thiệt giỏi mới cười. Còn tụi em là đang diễn nhẹ nhẹ mà bị diễn không cười. Phải ngồi nói chuyện nhẹ nhàng. Qua tao mơ tao thấy tao bị bóng đè, Cái thằng kia nó, tao dặn rồi, lấy con dao để ngay đầu giường. Tao nghe lời mày, tao lấy con dao để đầu giường, tao mơ thấy con ma cầm dao dí tao luôn đó. Câu chuyện của các bạn nó chỉ là mẫu chuyện vui khi mình đọc nhẹ trên một cái góc báo nào đó thôi. Mà tôi đọc rồi nó mới ghê. Nên nó không thể vui khi mình biểu diễn được. Nói là tôi biết là cái đoạn sau là cái gì luôn. Mà còn đẻ ra thêm 120 cây số giờ. Trật luôn. Hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn ạ. Bifina men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản. Rosman Port, thuốc kho thảo dược cổ Đức dành cho người lớn, nhập khẩu nguyên chai. Xin mời thí sinh kế tiếp Phạm Ngân Thảo. Làm cho ca danh hài, cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Sẽ chiến thắng vang rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Con chào anh Trường Giang, chào anh Trấn Thành, chào anh Ngô Kiến Huy, chào mọi người ở đây. Chứ con chào mọi người đang coi Du Tiến. Con tên là gì? Dạ con tên Thảo. Con mấy tuổi, học lớp mấy và đang làm việc gì? Dạ con 21 tuổi, con nghỉ học rồi. Mình công việc của mình hiện tại là gì? Dạ con bán đồ. Rồi sống ở đâu? Dạ con ở xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ngáp lên đây với ai? Dạ con đi với bạn con với anh con. Là hai người nó diễn với mình luôn phải không? Dạ không, con diễn mình à. Rồi hàng tiền đạo đâu? Dạ tại cái ông đó ông làm răng cho con không kỹ á, cái ông bị viêm cái mắt mổ, cắt bỏ cái cầu răng rồi. Trời ơi. Rồi mai mốt sẽ làm lại răng khác đúng không? Khi nào nó lành thì mình mới làm được. Dạ một tháng nữa mới làm được. Một tháng nữa phải kiếm chỗ uy tín hơn và kỹ nha. Dạ. Bởi vì răng mình mà bị cái gì là sau này cực lắm. Dạ. Bớt rung chưa? Bình tĩnh chưa? Dạ chưa. Quay qua nói chuyện với anh Ngô Tiến Huy cái nè. Quay qua 2, 3. Hello em. Anh cũng có một cái trung tâm của anh. Thì cái này nếu mà đứng về răng thì qua bên anh cũng được. Có không? Có, em có luôn. Dạ tại con không có tiền, con làm dưới quê cho đẻ. Không, trời ơi, anh Huy ảnh miễn phí 50%. Đâu? Trời ơi, nha sĩ nội áp gì? Lòng quá đáng. Nói trời không phải vì cái hàm răng đâu. 50%. Nói trời là gì nó tôi làm dữ vậy? Cái này là phải làm nguyên hàm trên rồi. Đúng rồi. Không, dạ. Nguyên hàm trên. Làm 9 cái lần. 9 cái. Nên qua bên chỗ Nguyễn Huy. Vì sao? Thứ nhất là sau này bị gì có người để đem ra là mình nắm đầu được. Nắm đầu được. Tại vì mình nắm kẻ có tóc, không ai nắm kẻ trọc đầu. Với lại anh Huy là ảnh là nghệ sĩ có tên tuổi nên anh sẽ làm uy tín là điều đương nhiên. Dạ, mà con sợ mắc á. Không, anh Huy anh sẽ đưa một cái giá hợp lý cho con. Dạ. Thiệt lòng á. Huy làm giá gốc. Hỗ trợ được không? Dạ được. Làm giá gốc. Rồi, làm giá gốc có nghĩa là gì? Không lấy lời. Dạ, mà một cái cỡ 1 triệu đã lại được rồi. Con ơi, ông bà ta có câu tiền nào của đó. Mà thiệt chứ bây giờ nghe dù làm răng ai cũng sợ. Sợ chứ, ảnh hưởng về già. Không phải, tiền đụng vô răng là tiền khủng khiếp. Răng thì mắc tiền thiệt. Làm hàm răng mua được chiếc xe đó chứ. Dạ, làm là bán đồ cả năm trời về làm răng chân. Thiệt luôn. Trời ơi. Mà hồi xưa mà con làm chỗ uy tín thì bây giờ đâu bị. Dạ đúng rồi. Đúng không? Có nghĩa là gì? Tiền mất tật mang đó. Thà mình làm mắc lần khó đúng không? Lần làm lần khó làm. Rồi, thôi ráng đi. Bây giờ ráng kiếm 100 triệu qua anh Huy làm. Làm xong mình dằn mặt luôn, bo luôn. Thấy không? Dằn bo nè, anh bắp. Nè, đây nè. Anh nhớ cái giọng anh cười vô mặt tôi không? Lúc tôi nhe răng ra cái anh nói anh sợ tài trợ nhiều nào. Nè tôi bo nè, bắp. Nè, anh ăn giọng tôi đi bắp. Em hiểu không? Dằn mặt. Mình lúc đó mình có tư thế khác. Rồi, thi. Dạ cho con nói này. Tại vì con chuẩn bị 5 tiết mục mà hồi nãy sửa soạn vô cái bị bỏ hết cái rồi. Sao vậy? Tại có người ta diễn rồi. Rồi còn có 4 cái à. Mà con thấy nó... Bây giờ chú báo con nghe nè. Nếu mà một tiết mục của con mà nãy giờ có người diễn đó thì con hiểu nãy giờ mấy người đó nằm trong khu này hết rồi, thấy không? Dạ diễn hôm qua. Ok, vậy thì con phải né né mấy cái tiết mục ra nha. Dạ. Ừ. Nhờ mà con thấy cái tiết mục con nó hay. Hay ạ. À. Mà con không biết diễn nào trước, giống như là giờ con diễn cái nó hay vừa vừa trước. Không. Hay nhất trước để lấy tình cảm, xong người ta thương mình rồi mình làm gì tâm cười hết. Vậy thì con sợ tới vòng 40 triệu cái không có gì diễn hết trơn. Con vô được tới nơi đi. Biết qua vòng 1 chưa? Bé tính vòng 4 luôn. Bà tính xa quá nên bây giờ bà còn có 2 cái chân này thôi đó. Vậy con diễn cái hay nhất hả? Cái gì nữa? Cái nào dễ cười nhất á. Dạ vậy con diễn tiết mục hay nhất đi. Hay à. Dạ con mời chú Trường Giang lên diễn với con. Bạn có đạo cụ gì không? Khỏi ha, chỉ cần anh Giang ha. Dạ, chú không cần cười gì hết á. Chú không cần chú cười nha. Chú mặt chú chầm dầm gì nè. Ôi rồi. Bạn vừa lấy đi 50% cơ hội chiến thắng. Dạ, chừng nào mắc cười thì cứ cười. Suy nghĩ lại chứ. Rồi, thời gian 60 giây bắt đầu. Buồn buồn nhấp miếng rượu, uống nhầm chai thuốc sâu à. Anh Giang, anh là chồng tôi đó hả anh Giang? Anh cưới tôi 2 năm rồi, tôi để cho anh một đứa con. Vậy mà có bao giờ anh cười với tôi đó anh Giang? Anh bật tivi lên coi kìa, người ta dự báo thời tiết bão cấp 15, 16, có nơi giật cấp 17, 18, đề phòng lũ quét và sạt lở. Người ta dự báo thời tiết mà người ta còn cười. Còn anh, mặt anh lúc nào cũng chầm chầm một đống. Ai ăn hết cổ của anh? Ly dị đi. Anh nhìn cái gì? Sớm muộn gì anh cũng nghe câu này thôi. Nhưng mà khác một cái là bằng tiếng Hàn. Chúc các bạn nhận được 2 triệu đồng. Hồi nãy tôi xém cười ở một chỗ là người ta dự báo thời tiết người ta còn cười kìa. Mà ông không có. Đây nha. Dạ con thi tiếp. Thi tiếp. Dạ. Bạn có nhờ ai trợ diễn không ạ? Dạ không. Một mình một ngựa, 60 giây thời gian. Bắt đầu. Anh muốn làm gì thì anh làm đi anh Quy. Anh đừng có nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc 60 giây bắt đầu với tôi nữa. Tôi kinh tởm lắm. Trời ơi, 10 triệu. Con về con sẽ coi lại cái khoảnh khắc mà chú Thành chú Giang những cái bật cười, có nghĩa là gì? Là tụi chú đang chờ một cái câu nữa thôi. Tại vì nó đúng điểm rồi. À. gì thì anh làm đi anh Huy. Anh đừng có nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc 60 giây bắt đầu với tôi nữa. Tôi kinh tởm lắm. Tôi biết á, tôi bước vô đây nè, cũng như bao nhiêu người thôi, không sớm thì muộn, tôi cũng quậy anh làm nhục. Nhã à. Già, trẻ, trai, gái, 3D, 4D, 5D gì, anh có tha cho ai đó anh Huy. Tôi nói thiệt với anh, người đời á, không chỉ ghét anh vì cái câu 60 giây bắt đầu, mà người ta còn ghét anh vì cái câu hết giờ rồi nữa đó anh Huy. Tôi nói nãy giờ mà anh chưa chịu làm gì tôi nữa đó hả anh Huy. Tôi nói thiệt cho anh ha, anh mà không làm gì tôi á thì từ đây tới cuối chương trình tôi cấm anh nói câu hết giờ rồi với tôi nha. Alo, chị nghe nè Phương. Chị nghe nè nhỏ Phương, nói lộn. Sao em? Bị trầm cảm sau sinh hả? Bạn đã chiến thắng vang rồi. Thắng của chúng tôi đây ta vẫn là rồi. $20 triệu đồng. Nói đâu ra trầm cảm sau sinh? Anh Khương anh chạy. Lại một lần nữa. Ông Khương này thiệt. Tôi hay bị cười nội bộ, tại vì cái nết của tôi á, khi mà nói xấu đồng nghiệp tôi hay cười lắm. Không, nhưng mà anh khen em cái này 15 giây anh nhìn là em thấy em quýu tới nơi, đúng không? Còn 15 giây hết văn. Anh với Trường Giang là đợi một cái câu chốt của em với Ngô Kiến Huy như hồi nãy. Làm gì làm phải có câu chốt, quất một cái câu cuối cùng để mà người ta phải knock out người ta. Chứ mình ngồi mình than, mình chửi, mình rầy người ta nãy giờ là để làm màu thôi. Thấy không? Anh bấm cái gì? Hả? Người đời người ta đâu có ưa anh. Ai thi anh cũng nói hết giờ hết á. Anh buồn thì nó quẹo phải. Anh coi lại bản thân mình đi. Anh có làm được cái gì cho ai không? Anh biết tại sao quán anh bán ế không? Người ta quở không mà ế đó. Thí dụ vậy em cũng phải có cái gì đó, cái câu chốt cuối cùng. Thấy không? Thí dụ vậy. Thì anh đang đợi cái không có. Còn 15 giây lo luôn. Ví dụ như là anh nói anh bán gì? Cà phê Ý hả? Ở đâu ra? Hả? Vậy đó, nó có một cái câu chốt cuối cùng. Cái mình đợi không có 15 giây cái thấy lo. Tự nhiên đâu đẻ ra vụ điện Nhã Phương. Trầm cảm sau sinh luôn. Có nghĩa là chồng không ra gì. Hợp lý. Được. Nói chung là không phải là quá khủng khiếp, nhưng mà nó gây bất ngờ. Và anh thấy là em đủ bình tĩnh để em không có bị quýnh quáng. Bây giờ bạn có 20 triệu rồi. Thi tiếp hay dừng lại để lấy 40 triệu? Dạ, vì hàm răng của con sẽ thi tiếp. Dạ, dạ. 3, 2, 1, 60 giây bắt đầu. Chị nghe nè Nhã Phương. Em nói đi. Cái gì bị trầm cảm sau sinh hả? Hồi ráng đi em, phụ nữ ai cũng vậy hết trơn á. Cái gì trầm cảm nặng hả? Trời ơi, thôi đừng có sinh nữa nghe không? Trời ơi, em đừng buồn. Em nói gì? Em hỏi gì tiền nhiều để làm gì hả? Cũng tùy người em. Tiền nhiều người người ta cảm thấy đủ rồi nó sẽ đủ, còn nhiều người người ta cảm thấy không có đủ rồi nó sẽ không có đủ. Em thấy đó, có nhiều người người ta ngồi chừng 2 tiếng đồng hồ à, người ta lượm 100 triệu. Có nhiều người người ta bấm nút mười mấy cái à, người ta lượm mấy chục triệu. Vậy đó mà người ta mở quán nhà hàng cơm quê, mở quán cà phê đồ kiếm thêm. Ừ, đúng rồi, chưa đâu em. Còn nhiều người lạ lắm. Trời ơi, nghĩ làm sao xiên xảo người ta không cống hiến hết mình cho nghệ thuật, mà bây giờ mở cái quán à má chiếc cành gì đó rồi bị người ta dựng nguyên cái la cót lên, có buôn bán gì được đâu. Bốn 40 triệu. Một thí sinh bước ra dập hết ban tổ chức. Từ MC giám khảo nó dập không còn cái gì. Mà tại vì nó đúng thiệt tại hiện tại là đang bị lô cốt. Nhà hàng đang bị lô cốt phía trước mặt. Mới dựng cái nhà hàng lên chừng tháng sau nó xây cái hết bên sông luôn. Mở cái cửa là thấy lô cốt rớt nước mắt. Không nhờ quý vị khán giả thương nhà hàng em không tồn tại tới ngày hôm nay. mà con nhỏ nó nói cái đúng điểm. Cái đó anh thương chỉ nữa. Trời trời đất ơi, nó trù vợ tôi bỏ tôi, rồi nó nói thằng Huy không ra con người, rồi Nhã Phương trầm cảm sau sinh chồng ra gì luôn, rồi và nhà hàng tôi nó trù dẹp luôn, không còn cái gì mà nói em nữa rồi em gái à. Vì một hàm răng làm tất cả mọi chuyện. Thách thức răng hàm. Bây giờ là được 40 triệu. Đúng là cái răng, cái tóc, cái gốc con người. Bây giờ hiện tại là 40 triệu và có vé vào gala. Bây giờ 40 triệu nè. Qua bên cái chỗ làm răng Ngô Kiến Huy qua ngồi xuống. Anh Huy đâu? Mọi cái răng của tôi phải cần anh Huy giám sát. Trước khi vào phải làm vậy nè mới thấy ghét. Ngồi xuống chệm chề đúng không? Chỉ cần một ly cà phê Ý mà đúng ý nha. Đúng không? Đây là khoảnh khắc chúng ta sẽ đối diện. Cái câu trả lời của bé đó chính là bé sẽ quyết định là mình lấy 40 triệu đồng hay mình quyết định chinh phục giải thưởng cao nhất là 100 triệu. Trước khi mình thi thì mình nói chuyện với nhau một tí đi nè. Dạ. Dạ. Sao con nghỉ học sớm quá vậy? Gì? Sắp thi 100 triệu đừng có khóc. Dạ tại mẹ cũng bệnh. Vậy? Dạ, con bị súng răng. Đấy là răng sâu đi nhỏ hay là như thế nào? Dạ, con bị sâu răng á. Rồi cái lớp 8, lớp 9 là lúc đó con biết rồi, con xấu rồi. Cái con mới đi làm răng lại. Là lúc đó con làm một cái có 300 ngàn. À, trồng răng lại. À, là trồng lại. Cái tới bây giờ cái không biết sao tự nhiên cái hàm của con nó bị chảy mũ hoài à. Rồi nhiễm trùng. Dạ nó bị hôi. Cái con sợ lắm. Người ta kêu con đi vô bệnh viện chụp hình đi. Đúng rồi. Con sợ lắm. Cái con mới vô bệnh viện chụp hình. Rồi người ta nói phải mổ, phải nạo vét gì đó. Đúng rồi. Cái con sợ quá con không có dám làm. Cái con để hoài vậy đó. Con nghĩ là con xúc miệng đầy đủ là không sao hết trơn á. Mà cái tới lúc mà con lên bệnh viện lớn để mà con chụp CT luôn á thì người ta nói là của con bị nang răng luôn. Bị nang răng là bây giờ bắt buộc phải mổ rồi. Cái này là gọi là bệnh rồi chứ không còn là bên thẩm mỹ nữa. Cho nên là phải nhập viện đặng mổ. Là con mới bắt đầu về sắp xếp công chuyện gia đình rồi con nhập viện. Là cái ngày con vô con mổ con run lắm. Là con xỉu trong con mổ luôn. Mà con muốn xỉu đi tức. Tại con sợ lắm. Mà không biết sao chích thuốc tê vô cái không có đau. Thuốc tê làm cho mình không đau đó. Thuốc tê đau chích làm gì bà. Là ý vậy là cho ai sợ làm răng á là người ta không có sợ nữa. Ai cũng biết, có mình bà không biết thôi đó. Tức là bây giờ hiện tại là đã ổn định rồi. Dạ để cho nó lành vậy thôi. Là tức là thành công về cái sự mổ đó rồi. Dạ. Tức là hiện tại đang chờ lành thôi. Dạ đúng rồi. Ăn uống là phải kỹ càng. Dạ. Con là phải sạch sẽ, nhiều, ăn uống kỹ, không ăn những cái gì mà nó dễ lên men. Nhớ nha. Dạ. Chứ để cái này mà nó nhiễm trùng về sau khổ lắm con gái mà. Dạ. Sao? Huy có ý kiến gì không? Dạ thì đó em đã nói từ đầu rồi, để bé đỡ tạo áp lực cho bé thì dĩ nhiên là em sẽ hỗ trợ toàn bộ về phần thẩm mỹ răng cho bé. Con hiểu không? Con hiểu cái chữ hỗ trợ toàn bộ không? Dạ là con ý là con làm một cái 1 triệu thôi à. Bậy. Hỗ trợ toàn bộ mà làm cái chữ hỗ trợ toàn bộ không? Tức là sau khi con lành về cái hàm rồi là bác sĩ bệnh viện nói là bây giờ đi làm răng đi, thì con sẽ tới chỗ anh Ngô Kiến Huy và không tốn 1 đồng. lại liền. Tức là hiện tại là đã được 40 triệu về lo cho mẹ và không tốn một đồng nào hết. Về cái hàm răng đẹp là có anh Huy lo. Mà bây giờ mà bình tĩnh lấy được 100 triệu, đời bước sang một trang mới. Anh Huy sẽ tới cái ngày mà con đi làm răng, anh Huy sẽ có mặt để mà cho con yên giám tâm sát. Giám sát luôn. Dạ vậy một chút con xin địa chỉ của anh Huy. Đúng rồi. Mà quên con bé này, người ta mà quên lắm, phải không? Mình phải giám sát, mình bấu vô liền chứ để tài trợ hết, qua cà phê uống miễn phí luôn. Mai mốt con có biết không, làm gì mà người ta giả bộ tao nói quên á, còn đứng trước cửa tiệm nha, cũng đứng hoài vậy chú. Cái câu đề các bạn, Ngô Kiến Huy để làm tôi ra nông nổi này. Dạ trước khi con... Giờ bán gì? Dạ con bán quần áo. Con bán livestream á. Livestream quần áo gì? Bán livestream. Dạ quần áo nữ. À, quần áo mặc thường ngày hay là đồ gì? Dạ phụ nữ mặc cái gì là con bán cái đó đó. Phải đẹp. Mà bán đắt không? Dạ đắt. Con like vậy là 80 mấy người coi lận á. 80 mấy người coi hả? Dạ ở quê con vậy là nhiều rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Nhưng mà trong 80 mấy người coi đó thì bao nhiêu người mua? À thường dạ. Sau một lần like bao nhiêu người mua? Chắc cũng khoảng 10 mấy 20 người à. Ê vậy là thành công nha. Anh Thành có nghĩ đến một cảnh tượng không? Là sao ngày hôm nay bé live stream một cái 8.000 người coi chứ gì nữa, 9.000 người mua. Bữa nay mà con thăng điên hả bắp? 8.000 người coi mà 9.000 người mua, điên hả bắp? Thì đủ bà con xung quanh sớm. Không, nhiều khi vậy thiệt á con. Đúng ơi đó. Sau khi con thắng 100 triệu bà chủ của con sẽ nhìn con khác. Dạ đúng rồi, hồi lúc con đi làm mướn cho người ta mà bây giờ con ra con bán riêng rồi. Lớn à, ngon à. Và người ta sẽ tập trung vô gian hàng của con, tại thương con. Tại ngày hôm nay thấy con chân thật, dễ thương, người ta sẽ ủng hộ mình. Có bồ chưa? Dạ rồi. Nhưng mà bồ làm gì? Dạ anh làm bảo vệ. Mà anh có nói gì về cái hàm răng con không? Anh nói tại vì con mới 21 tuổi à, mà anh nói ở mặt con hơi già. Anh nói bây giờ cái răng vậy nhìn nó trẻ. Kêu ông nó đi thi Thách Thức Danh Hài đi, ông nó vui á. Góc nhìn ổng lạ chứ bộ. Rồi con thương ảnh chỗ nào? Con thương ảnh là tại ảnh cũng thương con. Nhưng mà ai thương ai trước? Ảnh thương con trước chứ con đâu thương ảnh trước đâu. Cua con sao? Tại sao gặp nhau rồi cua nhau? Dạ anh gặp con bán đồ đó. Mà cái lúc đó con chưa bị này nha. Là anh mua thiếu phải không? Dạ không. Hay sao? Ảnh mới nhắn tin cho con, xong con mới trả lời. Rồi dính. Nhắn tin qua lại vậy đó cũng 3-4 tháng gì cái mới ra ngoài gặp. Mà con sợ, con ngại, con không muốn nhìn thẳng mặt. Là quen cũng 6 tháng mà con chưa nhìn mặt nữa. Mà trong vòng 6 tháng nó không nhìn gì của ảnh? Giống như là kiểu như con biết mà không có nhìn kỹ á. Xong cái tới khoảng năm là con mới nhìn kỹ, là con mới biết cái mặt ảnh bự lắm. Được không? Nhìn được không? Đẹp không? Ảnh mặt ảnh tròn do à. Mập hả? Mập không có góc cạnh gì như đàn ông con trai người ta chân. Vậy là mặt giống đàn bạn gái lắm hả? Dạ đúng rồi, mặt ảnh mà tha son chắc giống thịt gái luôn á. Từ ngày mà con bị anh có chê con gì hay anh có nói con gì không? Dạ không, anh có nói giống nít á. Không chê ba gì hết? Dạ không dám chê. Không dám chê hay là không có chê? Chắc con nghĩ là cả hai đó. Bộ con dữ lắm hả? Dạ không, kiểu mình cũng có quyền lực á chú. Cũng có quyền lực. Là bây giờ là hiện nay là con đang kèo trên hả? Dạ đúng, hồi lúc giờ luôn. Hồi lúc giờ luôn là kèo trên? Dạ. Sao kèo trên hay vậy? Tại vì người ta cua mình trước mà. Rồi bữa nay thi ra ổng đâu rồi? Kìa ổng ngồi đâu rồi? Đâu? Dạ đó kìa. À, thì ra à cái mặt tròn hả? Mà dễ thương nha. Phương Phi đẹp trai chứ bộ. À, hai người có tính gì không? Có tính gì xa hơn không? Dạ có. À, tính 1 năm nữa cưới. Tại giờ anh chưa có tiền. Mà bây giờ anh đang chơi hụi. Nào hết hụi, không có tiền cưới. Khai hết, nó khai không thiếu cái gì. Bây giờ gia đình có cái gì giấu nó liền. Cứ sơ hở ai hỏi nó khai hết. Nó không chừa cái gì. Bây giờ mà lấy đường 100 triệu đám cưới ngon à. Dạ đâu được tiền của con rồi. Đúng rồi, chú rể phải lo tiền cưới chứ. Khôn, tỉnh táo lắm. Nói chung chúng ta đã có thời gian là 30 phút để tâm sự về cuộc đời và sự nghiệp, gia đình. Nhưng chỉ có 1 phút để biến đổi cuộc đời thành một trang mới. Chỉ có 1 phút. Và nếu con làm được, con sẽ rần rần nhất. Khu nào quên rồi? Phú Thuận. Phú Thuận. Con sẽ rần rần Phú Thuận. Live stream của con sẽ không còn 80 người, 8.000 người coi con. Bán làm sao hết được. Bán mẫu tay. Chị em mặc cái gì mua con hết. Không mặc cũng mua. Mua ủng hộ, thương. Thành thử ra là phải ráng làm cho tốt nha. Còn 1 phút nữa thôi. Thay đổi cuộc đời, huy hoàng. Bây giờ cái dòng cuối, con có định cho chú biết trước là con sẽ làm nhục ai không? Dạ hết luôn. Đừng có nói. Đừng có nói. Diễn thôi đừng nói. Bí mật. Dạ bí mật. Ừ, mới khui rồi đó. Dạ chứ trước khi con thi là cho con cảm ơn. Con cảm ơn hết luôn. Vì giúp đỡ con nhiều lắm. Cảm ơn đừng khóc. Khóc hơn gì cũng được. Giúp đỡ con rất là nhiều. Thôi bây giờ vậy này. Cái lời cảm ơn đó lát nữa sau khi mình có hay không có mình nói. Còn bây giờ là mình cứ vui. Thấy không? Thì nha. Thì nha. Vui vẻ thoải mái thôi con, có gì đâu. Dạ. Y như đời vậy đó. Y như con nói chuyện nãy giờ là thắng đó. Dạ. Hiện tại là làm ra không tốn tiền là vui rồi. Gì vậy? Bây giờ hồi chừng tới cái khúc mà em bắt đầu giới thiệu anh hả lắm nha. Đừng nói biết hết. Ok. À, thì tại vì bữa nay con ở dưới quê lên cho nên là con có đem theo mặt ong rừng nguyên chất để con tặng cho 3 chú. À, giống như là mặt ong rừng thì 3 chú chắc cũng xài nhiều rồi, nhưng mà cái đặc tính của cái con ong rừng á thì chắc mình cũng chưa có hiểu rõ, nên là con sẽ giới thiệu sơ về cái đặc tính của con ong. Chà, cái này chú biết kỹ lắm nha. À, con ong á khi mà nó chích mình thì nó sẽ chết, tại vì cái khúc ruột của nó liền với cây kim, nó chích mình là nó bỏ ruột nó chết luôn. À, thì cái nó không có sợ gì hết, nó sẵn sàng chích mình để mà nó tự vệ, nhưng mà duy nhất là nó sợ khói. Đặc tính của con ong này là nó sợ khói nha. Cũng giống như là đặc tính của anh Trấn Thành là sợ vợ vậy đó. À, con ong là đực á thì cuộc sống của nó sung sướng lắm, nó chỉ hút mật và giao phối thôi, nhưng mà cũng buồn một cái là nó giao phối xong rồi nó chết chứ nó cũng không có được nhiều lần như con ngự chúng ta hay chú Giang. Nhưng mà bù lại một cái á, cái thời gian giao phối của con ong đực với con ong chúa á là nó tới 90 phút lận, chứ nó không có kéo dài 1-2 phút, không có nhanh như chú Huy đâu. Rồi cái con ong, sau khi mà cái con ong đực nó chết á thì cái con ong cái á nó bắt đầu nó đẻ trứng. Mỗi lần đẻ trứng á là 1000 trứng và kéo dài trong vòng 5 năm. Nhưng mà á, nó giỏi một cái là nó có quyết định được cái giới tính trứng của nó. Đực là đực, cái là cái, và nó kéo dài trong suốt cuộc đời, nó giữ nguyên cái giới tính đó luôn. Chứ cũng không giống như con người mình mà sống chừng cỡ 30 tuổi á, cái bắt đầu đực không ra đực, cái không ra cái. 50-50. Mà nó phải giao đại là chừng 30 tuổi nó mới lòi ra là Ngô Kiến Huy. Ủa? Là câu nói về chú Huy đúng không? Dạ đúng rồi. Một nhà tài trợ. Một nhà tài trợ một hàm răng mà nỡ lòng nào lôi người ta ra làm nạn nhân cuối cùng cho vòng thi cuối. Nhưng xin lỗi con, báo cho con biết một hung tin. Con vừa nhận được 100 triệu. Bây giờ khúc sau còn phải không? Dạ còn một chút nữa. Nói luôn. Dạ là con ông con sau khi chứ không có 50-50 như anh Huy. Con ông cái á, nó đẻ á, thì nó rất là dịu dàng, vui vẻ, im ả lắm. Chứ không có giống như chị em phụ nữ mình mà mỗi lần đẻ là la làng la lửa rồi chửi chồng chửi con. Cái này chắc anh Gia anh biết nè. Đó, cùng tới anh thôi. Cái câu chuyện này á là cái phần gọi là giới thiệu về ông của một cái cậu làm tour guide ở trên mạng xã hội đúng không? Dạ đúng rồi. Chú coi cái này, chú biết cái này. Nhưng mà với cái sự dễ thương của con á, và với cái sự gia đình người ta không hạnh phúc đó, và những cái sự mệt mỏi của Ngô Kiến Huy giới tính không rõ ràng, về giới tính không rõ ràng 30 tuổi nên nó dễ cười, dễ thương. Thôi nói chung là 100 triệu. 100 triệu làm gì? 100 triệu về là con sẽ trích ra một phần để con giúp đỡ những cái người khó khăn hơn con. Rồi còn một phần con sẽ trả nợ. Còn bao nhiêu thì con sẽ làm vốn, con lấy đồ thêm. Được, hợp lý. Việc đầu tiên là con nghĩ là con sẽ giúp những người khổ hơn con là giỏi. Cái việc đầu tiên mình nghĩ là ủa mình có tiền rồi thì những người khác á, có nhiều người là con sẽ làm này cho nhà không. Việc đầu tiên con vẫn nghĩ là những người khổ hơn con, đó là điều tốt và rất là mừng ha. Chú cũng mong con là sau này dù có nhiều người biết, dù có nổi tiếng ở Tân Châu hay ở đâu đó hay là ở Phú Thuận á, thì hãy sống là con như thế này là trời sẽ còn cho nhiều thứ lắm. Và sẽ mong rằng mẹ con sẽ cái bệnh tình nó sẽ giảm đi nhiều, vì mẹ sẽ rất vui khi thấy con trên tivi mà dễ thương như thế này ha. Quan trọng là mẹ có đồng ý cái bạn trai mình chưa? Dạ mẹ đồ con á thì chịu. Đồng ý rồi đúng không? Dạ. Mà anh thấy em vừa mới lãnh giải thưởng cao quá 100 triệu, chắc là anh phải rút vào tài trợ. Anh thấy sao? Dạ tại vì em có 100 triệu rồi, bây giờ anh không tài trợ em cũng có tiền làm. Cái này người ta có tư thế, người ta có tự trọng chứ đâu phải muốn tài trợ cũng làm giọng. Anh đang nghĩ hôm qua em có xe đưa đón chưa? Vô cầm cọc tiền quăng cái cạch đó, giờ làm bao nhiêu hàm? Muốn làm cái hàm luôn không? Muốn làm muốn hàm luôn không? Vợ. Tại vì em nghĩ là như là anh không tài trợ thì em cũng phải làm. Mà quan trọng là vậy, là không tài trợ làm chủ khác mới ghét. Thì giống như là mà đồng tiền anh Huy làm cũng cực khổ, nên là nếu mà ảnh tài trợ thì mình vui, còn không thì mình tự lấy tiền mình làm, mình cố gắng mình tự làm. Huy làm tiền nhiều lắm con, không cực đâu, nhiều lắm. Tại sao trên đời vẫn còn những người có thể quan tâm người khác như vậy? Chú sẽ tặng cho con thêm một voucher uống trọn đời cà phê Ask Coffee của chú. Bất cứ khi nào thì có bao bán của chú nha. Nghe nha, voucher trọn đời, hiểu chứ trọn đời không? Dạ là uống tới suốt đời luôn. Đúng, uống mạng kiếp. Mà con ở quê đâu uống được đâu. Thì bởi vậy ta mới tặng. Bởi ta mới tặng. Chào mọi người, mình tên là Phạm Ngân Thảo. Mình ở Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Hiện tại thì mình đang ở với mẹ, với ông nội, với em gái của mình. Sau khi mà thi thắng giải 100 triệu của Thách Thức Danh Hài á, thì Mình vui lắm mà tới giờ cũng chưa tin là sự thật nữa. Không nghĩ là lại thắng được 100 triệu. Rồi khi mà về á thì cũng cho mẹ hay. Bây giờ con được 100 triệu bà vui không? Vui không vui? Vui vui hả? Chưa nói rõ vậy trời. Mẹ mình bị cái biến mạch máu não á, là bị liệt ở bên phải. Cái một lấy một cái phần sọ ra nè, cái chỗ này bị hớp nè, rồi lấy ra rồi. Bây giờ đi đứng trong nhà vòng vòng á thì được, chống gậy đi. Nhưng mà ăn cơm thì mình cũng bưng cơm, mẹ cũng tự múc ăn được. Nhưng ăn xong rồi mình dọn. Rồi tắm thì mình tắm cho mẹ, mẹ không tự tắm được. Rồi thay đồ, rồi bóp giò bóp tay. Dễ không anh? Hằng ngày á, mình dọn dẹp nhà cửa, xong rồi nấu cơm, làm đồ ăn cho ông nội với mẹ ăn. Mình làm xong thì mình chạy lên tiệm, mình học. Cái mình chạy về, mình đi giao đồ. Đi giao đồ cũng khoảng 3-4 giờ chiều mới về tới nhà. Thì giờ đó xong cái mình làm cơm chiều. Ăn cơm chiều, rồi tắm rửa cho mẹ đồ. Xong cái tới khoảng 6-7 giờ tối thì mình chuẩn bị bắt đầu lên để mình live stream, mình bán quần áo. Đây là cái đồ quần áo của mình để live stream. Thì cái thu nhập chính của gia đình luôn á là vô trong livestream này thôi à. Ban đầu thì cô chú cho một số vốn là 10 triệu, mười mấy triệu hay gì đó quên rồi, để mình bắt đầu mình làm vốn. Bây giờ mình gầy dựng lên một sự nghiệp khủng khiếp. Đây là em của mình. Nhà chị em ở nhà thì ở quê, cứ chung là cũng mức sống nó cũng không có cao gì lắm, cho nên là cũng bình thường, kiểu như là đủ ăn là đủ xài là được. Nhưng mà sau này nếu mà ổn định á, thì để cho nó đi học nghề. Nó muốn học nghề hớt tóc nam thì cho nó đi học. Thì em cũng học nghề tóc nữ. Thì nữa có gì hai chị em mở tiệm để mà làm chung. Cấp cha anh Thảo mắc thì anh Thảo cũng gia đình Thảo cũng khổ quá, khổ đi. Rồi nó đi bán quần áo chợ đêm, nuôi mẹ với ông nội đó với nhỏ em. Ai mua trà đường không uống hả? Thì con mua nội, đưa nội uống. Rồi đó, lỡ mai mốt con đi lấy chồng rồi sao? Con lấy chồng sao chứ giờ biết sao giờ. Gạo không có buồn không? Sao không buồn? Thất Thảo trở dễ thương, vui vẻ. Rồi có hiếu với gia đình. Rồi biết quan tâm mình sâu sắc. Ngon mẹ. Ngon, bữa nay rất là ngon. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị kịch bản thi gala. Mà bây giờ mình bị bí rồi. Mình tính rủ ảnh thi chung với mình. Tại vì hai người thì sẽ có nhiều kịch bản diễn hơn. Bây giờ anh thi chung với em đi. Nếu mà đậu lại em chia cho anh hơn nữa. Thôi anh thi đúng công, anh phá kịch bản của em nữa. Nhưng mà có anh diễn, ví dụ mình diễn chia tay đồ, người ta sẽ cười. Chia tay không có hôn. Thôi giờ anh chịu rồi. Thôi giờ mình phải tự lực cứng sinh mới được. Dạ, một lần nữa cho em một tin nhẹ nhẹ, vui vui, sương sương thôi. Nhà bao Việt cầm này về cho má và mọi người. Chúc mừng em giải thưởng 100 triệu. Bạn có muốn chia sẻ một điều gì đó? Bây giờ bạn muốn cảm ơn ai, cảm ơn nè. Bây giờ con hiểu không? Xong rồi đó. Dạ. Con cảm ơn anh Phương Dừa. Tại vì cái ngày đầu đi lên đây thi á, là con vô con diễn. Ảnh cười, ảnh nói nè em dám diễn đi. Anh mà còn cười nữa, em có duyên đó. Nhưng mà ảnh dặn là khoan hết tròng răng. để ông đăng về diễn. Rồi rồi đạo diễn gì bất chấp. Rồi con cảm ơn anh Khương. Anh Khương là cái anh diễn chung với con tiết mục đầu. Mà nãy sự chuẩn bị thi anh nói là bị quỷ rồi, nhưng mà ảnh cũng giúp đỡ con rất là nhiều. Cái ngày đó con lên chủ nhật là ảnh tập với con suốt ngày luôn, rất là mệt, nhưng mà hai anh em cố gắng tập rất là nhiều. Tập tới 7-8 giờ tối là 9 giờ con ra xe con về luôn. Là ảnh ủng hộ, anh cổ vũ tinh thần con nhiều lắm. Dạ với con cảm ơn. Nãy giờ tự ngoãn đi vô người ta chúc con nhiều lắm, người ta kêu con dán thi lấy 100 triệu. Là con cũng cảm ơn luôn. Với con cảm ơn chú Thành với chú Giang cười cho con. Với cảm ơn anh Huy, ảnh tài trợ làm răng cho con. Nó nói vậy sao giống quỷ kèo nó được. Chết liền, quỷ kèo chết đi nó liền. Không biết bé còn nhớ gì không? Quan trọng, có một người luôn sát cánh bên nhau. Dạ em cảm ơn anh. Là thời gian qua luôn bên cạnh, ủng hộ em, thương em và chấp nhận hoàn cảnh gia đình em. Anh đừng có sợ, em không có bỏ anh đâu. Bà sợ ta bỏ bà không chứ. Lên đây, lên đây, lên đây. Rồi, đó cái câu đó thưa quý vị là không phải là cái câu của bé vừa rồi, không phải là câu là yên tâm tôi không bỏ đâu, nhưng mà câu ở dưới quê em sẽ không bao giờ bỏ anh dù có khó khăn gì đó. Tại vì ảnh không cho con thi, ảnh sợ là con nổi tiếng con bỏ ảnh. Tôi chúc cho hai người yêu thương nhau, hạnh phúc, đi được đường dài với nhau thì tốt nha. Cảm ơn bạn đã tử tế với bạn này trong thời gian qua. Nàng ơi, cái chị đó chợt chúng ta chỉ còn 60 giây bên nhau, ta mới chợt phát hiện ra một điều mà từ trước đến giờ ta chưa nấu với nàng. Cái chị đó chợt cái cánh của nàng chua quá. Đem đồ cho bà dẹt con. Dạ. Trời hôm nay em gặp gái em muốn chết luôn, mỗi lần muốn gặp phải lỡ gái gì nè. Cái tài lẻ đi làm cho mọi người vui nó sẽ khác với là cái người có thể hiểu và cấu trúc lại mọi thứ để có thể làm thành một cái vở hài. Chồng ơi, có lẽ là em đã rớt rồi vòng một thi Thách Thức Danh Hài mùa sau. Xin chồng hãy tha thứ cho em vì đó là định mệnh. Thì thôi em xin cúi đầu cho bạn giám khảo rồi em vẹo phải quay. Quay. Đón xem tập 8 Thách Thức Danh Hài mùa 6 phát sóng vào lúc 20h35 tối thứ Tư ngày 27 tháng 11 năm 2019 trên kênh HTV7. Và quý vị hãy nhớ khung giờ phát sóng chúng tôi, đó chính là 20h35 tối thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Thách Thức Danh Hài mùa 6 chỉ ra truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện. Xin chào và một lần nữa chúc mừng giải thưởng 100 triệu đồng. Và khả năng thiên phú góp tiếng cười trong đời, một người là thuốc bổ nên ta hãy cười lên nào. Ha ha hi hi, tham sức sống thêm yêu đời. Bạn hài hước vui tính nên đi thi nên tranh tài làm danh hài nơi đây, cười té ghế ra sàn cười